Xin kính chào quý vị và bà con. Thưa bà con, đêm nay thời tiết ở tại miền Bắc sẽ bắt đầu giảm mưa, trời khô giáo trở lại bởi hình thế gây mưa do hội tụ gió trên cao đã suy yếu dần. Tuy nhiên, nhiệt độ đêm nay vẫn xuống khá sâu, phổ biến chỉ trong khoảng từ 7 cho đến 10 độ tại Trung Du Đồng Bằng và từ 4 cho đến 7 độ ở tại vùng núi, thậm chí có nơi dưới 3 độ trời rét buốt. Sang đến ngày mai, toàn khu vực Bắc Bộ được bao trùm bởi khối không khí lạnh khô, khiến cho mưa giảm, trời chuyển khô giáo, góp phần ủng hộ hơn cho hoạt động ngoài trời của người dân trong ngày nghỉ thứ ba của kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Nhiệt độ trưa chiều sẽ tăng nhẹ so với 24 giờ trước, tuy nhiên thì vẫn ở mức rét đậm rét hại và phổ biến trong khoảng từ 11 cho đến 15 độ. Cũng tương tự như tại khu vực đồng bằng bắc bộ, thời tiết ở khu vực trung bộ từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh cũng chịu sự chi phối của khối không khí lạnh khô, nên tại đây trong ngày mai mưa cũng chỉ còn ở diện vài nơi, trời khô giáo với nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng 17 độ và về đêm giảm xuống còn từ 10 cho đến 13 độ. Khu vực được dự báo vẫn ở ngưỡng rét đậm và khả năng kéo dài đến hết ngày 4 tháng 1. Còn tại Trung và Nam Trung Bộ, do sự hoạt động mạnh của gió Đông Bắc kết hợp với hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới trên biển có khả năng mạnh lên thành bão. Do vậy mà đêm nay và ngày mai, khu vực có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, điểm mưa lớn tập trung chính tại khu vực ven biển thưa bà con dưa hấu là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao tuy nhiên trong quá trình trồng dưa hấu nhà nông thường phải đối mặt với nhiều loại bệnh hại trong đó thì sương mai là một trong những loại bệnh hại làm giảm nghiêm trọng năng suất và chất lượng của dưa hấu khi có độ ẩm cao thì vết bệnh sẽ xuất hiện một lớp mốc trắng khi bệnh nặng các vết bệnh có thể liên kết lại làm cho bộ lá bị cháy từng mảng và rụng sớm trái của cây dưa bị bệnh sẽ nhỏ và vị nhạt làm giảm giá trị thương phẩm để phòng bệnh thì bà con lưu ý một số biện pháp như sau vệ sinh và tiêu hủy tàn dư bệnh hại trên vườn trước khi trồng nhất là vụ trước đã trồng các cây cùng họ bầu bí không sử dụng các giống nhiễm bệnh trồng với mật độ thích hợp tránh trồng quá dày dễ gây rậm rạp ẩm thấp trong vườn bón phân cân đối npk tăng cường các phân hữu cơ vi sinh bổ sung các nguyên tố chung vi lượng để giúp tăng cường sức đề kháng cho cây lên luống cao phủ màng ni lông và tưới tiêu nước hợp lý để vườn không bị ẩm thấp thường xuyên và tiếp tục với thời tiết ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cũng do tác động một phần của nhiễu động gió đông và hoạt động của dải áp thấp xích đạo nên những cơn mưa trái mùa vẫn sẽ xuất hiện ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Do có mưa rông nên nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên xuống khá thấp, cao nhất ngày chỉ còn trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ, còn đối với khu vực Nam Bộ sẽ là khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Trên biển, chiều nay áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Tây Nam Biển Sulu. Trong khi đó, thì chiều nay trên khu vực Nam Biển Đông của nước ta hình thành một vùng áp thấp khác. Hồi 13 giờ ngày 30 tháng 12, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách đảo Trường Sa khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo đến 13 giờ ngày 1 tháng 1, thì vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách Cà Mau khoảng 250 km về phía đông nam, sức gió gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 cho đến cấp 7, giật cấp 9. Từ đêm mai 31 tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía bắc vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi cho đến Bình Định có gió mạnh dần lên mức cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Bà con ngư dân cần chú ý theo dõi các bản tin để phòng tránh kịp thời. Và tiếp theo, mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết cho đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Ở phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa xu hướng giảm xuống diện vài nơi trời rét đậm rét hại. Nền nhiệt thấp nhất từ 3 cho đến 10 độ, cao nhất là từ 12 cho đến 15 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, mưa giảm xuống diện vài nơi, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết. Nền nhiệt thấp nhất từ 3 cho đến 10 độ và cao nhất là từ 11 cho đến 14 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây ở phía Bắc mưa vài nơi, phía Nam có mưa mưa rào. Đề phòng gió giật mạnh khu vực ven biển, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, phía Bắc trời rét đậm. Nền nhiệt thấp nhất ở phía Bắc sẽ là từ 9 cho đến 16 độ, còn nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc sẽ là từ 14 cho đến 21 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nền nhiệt thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ, cao nhất từ 25 cho đến 28 độ. Ở Tây Nguyên, nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra tổ lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 20 độ, cao nhất là từ 25 cho đến 28 độ. Ở các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi có mưa rào và rông ở vài nơi. Nền nhiệt thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ và cao nhất là từ 28 cho đến 31 độ. Bản tin thời tiết nông vụ cũng xin khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!